Vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ phát hiện và ngăn chặn kịp thời một trường hợp tự ý san lấp đất đá tại chân đê sông Luộc với ý định làm điểm ra vào cho phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng. Theo đó, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Hải Triều đã triệu tập ông Đỗ Văn Cừ là đại diện doanh nghiệp tư nhân An Hải đến làm việc và yêu cầu trả lại nguyên trạng thân đê và một phần che chắn sóng tại khu vực xóm Bến, thôn Hải Yến. Đến nay thì hộ gia đình ông Cừ đã di chuyển toàn bộ cái phần diện tích mà hộ gia đình ông Cừ trồng y nguyên hiện trạng cho phần đê. Trên thực tế, vị trí thân đê bị doanh nghiệp tư nhân An Hải làm thay đổi hiện trạng có chiều dài khoảng 200 m. Đơn vị này đã đổ thêm đất và cơi thêm phần đường tỉnh 195 giáp sông Luộc, đồng thời san ủi phẳng khu vực chân đê với tổng diện tích xấp xỉ 300 m².